Vâng, đến cuốn video này Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn dàn bonsai mini rất là nổi bật của buổi trưng bày giao lưu các nhà vườn của Chi hội 1 sinh vật cảnh Phố Hiến, thành phố Hưng Yên. Chúng ta đến với tác phẩm Cần Thăng Bonsai Mini. Vâng, tác phẩm Mai Chiếu Thủy của ông Dương Việt Vương. Với cuốn video này, Đỗ Sinh đăng tải những cái tác phẩm bonsai mini các anh mang đến đây để kín một dãy bàn. Rất là tuyệt vời. Cái địa điểm mình trưng bày đây là khu nào anh? Số 121. Tôi Hiệu, thành phường Lĩnh Lam á? Em đến đây em nói cho có khán giả nhắn đến là địa chỉ vừa nhắn chạy trên màn hình. Em nói 121. Rồi đừng chê em hình lên. 121 này. Vâng. Đường Tô Hiệu, phường Hiến Lam, thành phố Hưng Yên. Ừ, đây là bà xã của ông Khánh nhá. Ông không xấu hổ mà sao bà xấu hổ thế chị? Tôi đã giới thiệu xong với các bạn địa chỉ theo yêu cầu của các bạn vừa nhắn tin đến cho tôi. Đó là địa chỉ mà đang có cái buổi trưng bày giao lưu các nhà vườn của Chi hội 1 sinh vật cảnh Phố Hiến, thành phố Hưng Yên. Vâng, xin mời các bạn. Thời gian từ ngày 24 tháng 2 2019 đến ngày 5 tháng 3 2019. Ở trên màn hình có dòng chữ yêu cầu Hương Sắc Đỗ Sinh giới cho biết địa điểm và thời gian. Để tôi đọc. Tác phẩm Rành Rành của Nguyễn Đức Lộc. Em có cây nào đây? Em có. Đâu? Cây nào của em? Em đến chỉ tận nơi. Ừ, em đến chỉ tận nơi cho nó. Cây sộp của ông Phạm Quang Bình. Vâng, đây là cây si của ông Trần Ngọc Khánh, chủ nhân của địa chỉ trưng bày ngày hôm nay à? Đúng rồi ạ. Và cái người đứng sau tôi nói đây là chính là ông bà xã đây. Bà xã đấy. Bà nhất định bà không cho tôi quay, nhưng nay tôi quay hết rồi, bà giới thiệu địa chỉ rồi. Bà cái điền sau tôi, bà giới thiệu những cái tác phẩm của nhà bà thôi. Vâng, chúng ta đến với một cây nguyệt quế.
của ông Đỗ Văn Trương. Và bây giờ chúng ta đến với một tác phẩm Mai Chiếu Thủy rất là hay. Mai Chiếu Thủy của Trần Văn Luân. Cây si của Bùi Văn Kiên. Vâng, cây si này ở video trước tôi đã đăng. Các anh đang có một cái tranh luận giá bán giữa 7 triệu và 5 triệu rưỡi. Đến với tác phẩm xanh. Đây cũng là tác phẩm xanh ở video trước tôi được ông chủ báo giá là ông Bình Bò, Phạm Quang Bình, báo giá là 13 triệu. Chúng ta đến với cây rành rành. Vâng, cây rành rành các anh đã làm được cái dáng đổ. Cũng rất là nghệ thuật. Chà kiến. Đó là cây rành rành của Nguyễn Đức Lộc. Đâu, cây trà Phú Kiến đâu? Ừ. Tiếp thế này. Vâng, anh đọc cái của ai đấy? Cây trà Phú Kiến, chủ tác phẩm Bùi Văn Lâm. Bùi Văn Lâm. Bùi Văn Lâm. Anh ơi, tí nữa. Làm tiếp bên dưới. Đây Bùi Văn Kiên, ông đọc là Bùi Văn Lâm bên dưới. Ông đọc đi. Anh nhờ. Hả? Không, về cho em tí đi. Ít nữa thôi. Cứ đến quê uống nước. Ít nữa. Bởi vì còn mấy cây này mình chưa làm được. Nãy ngồi giải lao có đúng có 10 phút, 15 phút. Suốt từ lúc ăn cơm xong là quay luôn. Vâng, tác phẩm Cần Thăng của Phạm Văn Thám. Điệp ơi, cứ người đến đằng kia uống nước đi. Mình làm hai video nữa, tức là vào quãng độ 20 phút nữa nhá. Ok. Cây rành rành của Đoàn Ngọc Hưng. Cây này đang ra rất nhiều hoa rồi. Chi chít. Xanh của Vũ Mạnh Dũng. Thank you.
tác phẩm xanh của Nguyễn Mạnh Quân. Chúng ta tiếp tục thưởng thức một tác phẩm si cũng của Nguyễn Mạnh Quân. Cây si này có cái dáng hay quá nhỉ, dáng siêu rất bay đẹp, chính cái si này dáng đẹp này, côn thân này. Nhưng mà lá vẫn chưa nhỏ, lá si phải nhỏ nữa, chịu khó vặt liên tục, bấm liên tục, tạo ra được nhiều dăm thì lá mới nhỏ được. Nhưng cái này bóng rất hay. Cây này lá nhỏ hơn nhưng vẫn chưa đạt được, còn phải nhỏ nữa. Tác phẩm si của Vũ Phúc Thắng. Cháy hết cái đường thân đấy mà. Cây nó nói khi nó phải có tí sẹo nó nhé. Bóng dáng. Cây này em chê một đoạn này. Chứ còn chân bẹ nó thì miễn chê. Nó có dài cái chỗ này nó mới hợp với cái tay này. Như cây này mà nó không dài chỗ này thì nó lại không hợp lý. Tay nó đang cao như này mà ông lùn xuống đây thì này tay này tay hai. Tay hai nó để thấp hơn là tay một. Sau này em cho là cung đoạn khoảng nếu long bùng trên 3 bông dưới 2 bông. Cái thiên vui thì nó đẹp xẻo. Nhưng mà cây này tôi thấy lệch tán. Toàn bộ phía bên này không có, nó không ấm. Có phải đây quả phúc không? Quả phúc từ dưới có gì đâu. Không có cái nào đỡ dưới này. Bên đây có mỗi tay mọt mà nó cảm thấy nó đã ấm hơn cả toàn bộ cả lóc của cây. Cây này nó không ấm mới, không ấm mới. Không cân đối, không cân tán. Đi chưa? Đi đâu ấy? Đi cọ à? Đi rửa. À đây, em phục vụ em đi rửa đi. Đây, cây này nhà em bên này. À cây này đây à? Đâu? Đây. À cây xanh này à? Cái xanh này anh quay rồi, à cái si này anh quay rồi. Quay rồi à? Trông không nhìn cái lá này không phát hiện ra si vì vật chủ yết mà thân này như thân xanh. Có giống sân xanh không? Giống đặc biệt. Đúng không? Quay mấy cây to thì em. Rồi, đấy là cây to của vườn nhà mình đúng không? Rồi. Linh Sam của ông Bùi Quốc Khởi. Chúng ta quan sát tác phẩm Mai Chiếu Thủy của Doãn Trung Giang. Vâng, Mai Chiếu Thủy đẹp quá.
Vâng, chúng ta đến với cây xanh cũng rất là độc đáo của Vũ Mạnh Dũng. Tác phẩm Si của cũng của Vũ Mạnh Dũng. Vâng, Đỗ Sinh xin dừng video ở đây để chúng ta chuyển tiếp những video sau.